Tìm x và kiểm tra xem nghiệm của phương trình. Chúng mình có x chia 3 bằng 14. Nên để tính x, hãy tìm xem giá trị thật của x. Chúng mình cần cô lập nó. Về phía bên tay trái của phương trình, nó ở ngay đây rồi. Chúng mình có x chia 3 bằng 14. Chúng mình có thể viết thành 1 phần 3 nhân x bằng 14. Hiển nhiên, x nhân 1 phần 3 sẽ bằng x phần 3. Điều này tương tự với làm thế nào để mình có x của bên phương trình này, hay nói cách khác, làm thế nào để mình chỉ có một x, tức là chỉ còn x ở đây. Mình đang chia cho 3 ở đây, nên nếu mình nhân cả hai vế với 3 thì mình sẽ cô lập được x. Lý do mình thực hiện vì nếu mình nhân nó với 3 ở đây, mình đang nhân với 3 và chia 3. Tương tự, nó tương tự với nhân hoặc chia 1. Phần này gạch đi, hãy nhớ rằng bạn thực hiện bên tay trái, bạn cũng phải thực hiện với bên tay phải. Và mình sẽ làm cả hai phép tính cùng một thời điểm và cùng một phương trình. Nên mình có thể làm gì ở bên phía tay trái? 3 nhân với bất kỳ rồi chia cho 3 vẫn sẽ là bằng cái đó. Mình chỉ còn lại x. Và vế bên vai phải, 14 nhân 3 bằng bao nhiêu? 3 nhân 10 bằng 30. 3 nhân 4 bằng 12. Nên mình được 42, tức là x bằng 42. Và điều tương tự cũng xảy ra ở đây. 3 nhân 1 phần 3 là bằng 1. Nên mình có một x bằng 14 nhân 3 bằng 42. Giờ hãy kiểm tra đáp án. Hãy trừ 42 cho phương trình ban đầu. Mình có 42 ở vị trí của x trên 3 bằng 14. 42 chia 3 bằng bao nhiêu? Và mình có thể làm một chút, mình có thể gọi là phép chia. Nó thực sự không phải là phép chia dài. 3 chia trong 4, 3 chia cho 4 bằng 1 nhân 3 bằng 3, bạn trừ đi. 4 trừ 3 bằng 1, hạ 2. 3 chia trong cho 12 được 4 lần. 3 chia cho 42 là 14 lần. Nên ở đây mình được 14. Và mình đã kiểm tra xong, vậy là hoàn thành rồi.